Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm vào dịp lễ Trung thu, hòa chung trong không khí rộn ràng của những màn múa lân sư tử, tiếng cười giòn giã của trẻ nhỏ, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều dâng lên một niềm hân hoan muốn được hòa bình để có thể quay về với tuổi thơ. Muốn được hòa bình vào để có thể quay về với tuổi thơ ngây ngô, vui vẻ. Có không ít người thường nhân dịp lễ Trung thu để cùng gia đình thực hiện những chuyến du lịch xa nhà. Tuy vậy, trải qua một tháng 7 cô hồn, có một số con giáp trong 12 con giáp vẫn chưa thể thoát được sự xui xẻo. Những con giáp này nếu bất chấp mà đi du lịch vào dịp Trung thu, chắc chắn sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng bởi sự đeo bám của tà ma. Quý vị và các bạn chắc hẳn đang rất thắc mắc rằng liệu mình có nằm trong số những con giáp xui xẻo này hay không? Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, kênh Phong thủy Sa Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với câu trả lời ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Sửu. Con giáp tuổi Sửu vốn giàu năng lượng, làm hết sức, chơi hết mình và họ rất thích đi đó đây để khám phá cuộc sống. Thế nhưng vào thời điểm này, bạn nên hạn chế vì nhiều điều không thuận lợi. Thậm chí bạn vẫn cố đi thì việc này có thể gây cản trở cho những ngày cuối năm. Những người cầm tinh con trâu rất hào hứng với những chuyến đi chơi xa như là cách để họ xả stress. Việc này cần thiết và chính đáng vì họ vất vả cày cuốc, vất vả suốt những ngày đầu năm đến nay. Thế nhưng bạn phải nhìn vào thực tế tình hình để kìm hãm bản thân. Thậm chí, nếu con giáp tuổi Sửu không ý thức được việc mình là con giáp không nên đi xa trong tháng Trung thu, thì có thể bạn bị mất tiền vì vội vàng đặt vé tàu hay máy bay rồi sau đó bị hủy mà không được hoàn tiền. Có thể nói, một số chuyến đi xa mà bản mệnh lên kế hoạch từ trước nay cũng bị hoãn lại được xem là may mắn, vì nó vô tình giúp bạn tránh được những rủi ro. Nếu bắt buộc phải đi xa thì tránh di chuyển vào buổi tối, hoặc những người tuổi Sửu cũng nên mang theo bên mình một số vật phẩm phong thủy như bình an phù hoặc kim bài thái tuế để an toàn, may mắn hơn. 2. Tuổi Dần. Tháng này, người tuổi Dần nên cẩn trọng trong mọi việc, bao gồm việc đi lại, điều khiển xe máy hoặc ô tô khi tham gia giao thông. Bạn cần chú ý với xe cộ trong thời gian này, kẻo va chạm, đền bù thiệt hại lớn về tiền bạc. Bạn phải lưu ý rằng bản mệnh đang thuộc vận thế kém nên rất dễ gặp tai họa trên đường do thiếu tập trung vì mãi suy nghĩ hết việc này tới việc kia. Thậm chí, tháng có ngày Trung thu với khung cảnh rực rỡ, màu sắc trên đường phố có thể là yếu tố khiến con giáp tuổi Dần mãi ngắm nhìn xung quanh khi di chuyển và va chạm vào xe của người khác. Tốt hơn hết, bạn nên hạn chế đi lại, tránh việc va chạm xe cộ. Công việc có thể làm được ở nhà thì nên duy trì. Vậy nên, nếu phải đi làm ăn xa thì bạn nên kiêng tuyệt đối. Nếu bạn được cử đi công tác thì cũng nên tìm lý do thoái thác hợp lý, có thể nói khéo với cấp trên để không phải đi xa trong thời gian này, để tháng sau khi mọi việc đã êm xuôi. Tuổi Thân, việc đi lại xe cộ trong tháng này cũng hết sức cẩn thận đối với những người tuổi Thân, vì bạn cũng là con giáp, không nên đi xa trong tháng Trung thu năm 2020. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện không mong muốn nếu cứng đầu, cố chấp. Vẫn có nhiều việc ở đây chưa được giải quyết, bạn cần gì phải vội vàng mà đi. Nếu gần đây thường xuyên bất an, nóng ruột thì đó là một dự cảm không hay sắp xảy ra. Công việc gì cũng nên làm gần, tạo điều kiện cho bản thân phát triển cũng như bảo vệ sự an toàn. Đừng mang lại rủi ro cho bản thân mình cũng như người khác. Thời gian này, có thể bạn bè sẽ rủ người tuổi Thân đi chơi xa, nhưng hãy nghĩ tới an toàn của mình cũng như mọi người để hẹn sang thời gian phù hợp hơn. Ngoài ra, bạn mệnh lưu ý cũng phải kiểm soát cảm xúc, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, suy xét cho thật kỹ.
Nếu đã dùng bia rượu thì tuyệt đối đừng cầm lái, bởi lúc nào nguy hiểm cũng cận kề bên cạnh. Tuổi Hợi, theo tử vi, những người tuổi Hợi nên tập trung xử lý những việc ở địa phương vì việc thường xuyên di chuyển mang tới nhiều rủi ro cho bạn. Thậm chí, bạn đi tới vùng được cho là không có dịch Covid thì bỗng dưng có lệnh phong tỏa khiến bạn bị mắc kẹt ở đấy. Hơn nữa, bản mệnh cũng dễ gặp sự cố ngoài ý muốn trong tháng 8 này. Chính vì vậy, cần tránh đi xa. Nếu đi, ắt phải có nhiều biến cố khó lường, đặc biệt là sát thân. Vì thế, bạn có thể có người đi cùng cầm lái, nhất là trong những lúc tâm lý không ổn định hay khi gia đình đang có chuyện không vui. Ngoài ra, dù ở nhà thì những người tuổi Hợi cũng nên tránh xa các cuộc tranh cãi căng thẳng và nhớ cẩn thận khi dùng dao hoặc lên xuống cầu thang. Nếu các bạn vẫn muốn đi chơi vào những ngày này thì các bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như bình an phù để hóa giải các vận hạn trong tháng, giúp bạn an tâm phần nào hơn. Đi chơi cũng không phải lo điều gì, thoải mái và tự tin. Ví dụ, các bạn có thể sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân của phong thủy Gia Cát. Vòng tay sẽ giúp bạn tăng cường khí, hộ thân để bạn đi đâu hay làm bất cứ việc gì. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thân hợp khí, là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh trong tháng này. Hoặc các bạn có thể đeo bát bảo tâm kinh là trang sức đeo cổ hộ thân. Trong tháng 8 âm lịch này, nếu bạn đeo vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài. Đặc biệt, giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Mặt trước của vật phẩm là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú, mà sau được thiết kế in toàn bộ chú bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen, nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, bình an, may mắn và cát lành cho bạn. Cuối cùng là phần trên cùng của vật phẩm có một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp dù qua tháng cô hồn rồi nhưng vẫn phải chú ý đến vận hạn đen đủi đeo bám, thì có những con giáp cũng phải hết sức chú ý đến vấn đề giữ gìn sức khỏe trong tháng 8 âm lịch sắp tới. Bởi sắp tới, những con giáp này có thể gặp hạn lớn về bệnh tật. Các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những con giáp đen đủi nào trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là tuổi Tý. Tuổi Tý là một trong số những con giáp cần chú ý đến sức khỏe trong tháng 8 âm lịch. Bản thân bạn phải chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ thái tuế, lại chịu thêm tác động hung tinh nên rất dễ bị thương. Ví dụ như trong các hoạt động lao động chân tay hoặc khi tham gia giao thông. Vì vậy, bạn cần phải chú ý đề phòng họa huyết quang, không được bất cẩn khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là không nên tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Ngoài các vấn đề nghiêm trọng vừa nêu trên, ngày thường bản mệnh cũng dễ vướng phải các bệnh vặt vãnh gây ảnh hưởng đến tinh thần, khiến bạn thường xuyên thấy chán nản, mệt mỏi. Để hạn chế tình trạng này, bạn cần chú ý sinh hoạt điều độ, không nên cố gắng quá sức khi làm việc, không nên là con giáp tham công, tiếc việc. Tuổi Tỵ, vận trình của người tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch này không được tốt, trong đó vấn đề sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều. Bạn sẽ mắc phải những căn bệnh vặt vãnh, dù không đến mức nguy kịch nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống. Để khắc phục tình trạng trên, bạn cần chú ý sinh hoạt điều độ, có quy luật, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. Cùng với đó, bản mệnh cũng chớ nên xung đột với người ngoài, khiến bản thân vướng phải chuyện thị phi, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Trong gia đình, cần chú ý hỏi han sức khỏe của những người lớn tuổi. Để hạn chế những chuyện không vui xảy ra, hóa giải tác động của hung tinh, bạn nên thường xuyên hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu cũng dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe do chịu ảnh hưởng của thái tuế. Vì thế, nếu cảm thấy không khỏe, bạn cần đi khám chữa ngay, không nên coi thường
hoặc tiếp tục kéo dài thời gian vì công việc quá bận rộn khiến bệnh ngày một trở nặng. Đồng thời, cơ sắc này cũng cần phải đề phòng những tổn thất ngoài dự kiến, ví dụ như trộm cắp, lừa đảo, hỏa tai hoặc thị phi giữa đồng nghiệp và cấp trên. Thường ngày, bên cạnh việc sinh hoạt điều độ, chú ý rèn luyện sức khỏe thì cần phải chú ý đến cách cư xử của bản thân. Bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã, khiêm tốn với mọi người, không nên là người đưa chuyện thị phi, kẻo bạn sẽ vướng phải nhiều chuyện rắc rối. Tuổi Dần có thể vì công việc bộn bề mà bản mệnh thường xuyên rơi vào cảm giác mệt mỏi, khi có quá nhiều công việc phải xử lý khiến tuổi Dần càng căng thẳng. Tuy nhiên, dù khó chịu thế nào, tuổi Dần cũng trở nên giận cá chém thớt. Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài thì tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Thân, theo tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, về vấn đề sức khỏe, thất xích ngũ tại phương Tây Nam sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sức khỏe của mệnh chủ, đặc biệt đối với những người có tiền sử về các bệnh về đường ruột, dạ dày hay máu huyết cần phải chú ý hơn. Tuổi Thân cần chú ý rèn luyện sức khỏe bằng cách tập các môn thể thao vận động hoặc tập gym. Nếu không có điều kiện để tới phòng tập thì bạn có thể tham gia các hoạt động đơn giản như leo cầu thang, tập các bài có duỗi chân tay, nhảy dây, tập các bài luyện cơ bắp và thăng bằng. Hoặc bạn cũng có thể tham gia các lớp tập thể dục trực tuyến, tìm và tập theo các bài tập có hướng dẫn trên mạng, nhún nhảy theo nhạc hoặc thực hành các trò chơi vận động qua video. Mặt khác, khi làm việc tại nhà, cần chú ý thường xuyên kiểm tra những tư thế ngồi làm việc, nên thay đổi tư thế, ngồi xuống và đứng lên khi làm việc, đi lại, trao đổi qua điện thoại hoặc xem TV, nghe nhạc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.